Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn món chân gà chiên giòn sốt bơ tỏi nha các bạn. Món này ăn giòn giòn rất là ngon các bạn. Nguyên liệu thì chúng ta gồm có 500g chân gà này ha. Mình mua về rửa sạch rồi cái mình đi luộc. Luộc khoảng 10 phút cho chân gà nó mềm ha, luộc với gừng với sả cho nó thơm. Rồi mình đổ ra cho nó ráo nước nha các bạn. Đặng khi mình chiên á, thì nó sẽ không bị văng dầu, còn chúng ta không luộc thì nó sẽ bị văng dầu. Và đây là bột chiên tôm nè, bơ, tỏi băm và ớt, nước, tương ớt, đường, nước mắm. Rồi thì công thức nước sốt thì mình sẽ ghi trên màn hình cho các bạn coi. Chân gà nãy giờ mình để cũng ráo nước, vậy giờ mình ướp vào đây một muỗng canh bột nêm các bạn. Rồi mình xóc xóc nó lên tầm 30 phút sau mình mới là tẩm bột cho chúng ta chiên ha. Vậy chân gà nó thấm nó mới ngon. Sau khi nửa tiếng thì người ta đổ bột vô nè, đổ cả chừng nửa gói là đủ rồi các bạn. Chúng ta xóc đều nó lên. Rồi bây giờ chúng ta làm nước sốt nè, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh đường và 5 muỗng canh nước mắm ha. Chúng ta quậy cho nó tan đều ra. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên mình phi tỏi với ớt. Sau khi dầu nóng thì chúng ta bỏ tỏi với ớt vô, chúng ta phi cho nó vàng. Lúc này nhớ dặn lửa nhỏ nhỏ nha các bạn, mạnh quá thì tỏi mình sẽ bị khét nha các bạn. Tỏi vừa vàng là chúng ta vớt lên được rồi. Rồi cái chảo này mình chiên chân gà luôn ha, cho nó thơm đó các bạn. Nó vậy là được rồi nè, chúng ta vớt lên vàng rất là đẹp luôn ha các bạn. Để vàng quá thì sẽ bị khét, sẽ bị đắng, không ngon ha. Rồi gấp chân gà vô chúng ta chiên. Lúc này chiên thì chúng ta để nằm im nó đi, cỡ 2 phút sau chúng ta mới chở nó nha các bạn. Tại vì nó dính bột đó, mình chở liền thì bột nó sẽ bị rớt ra. Rồi mình trộn vậy đó các bạn, chở qua chở lại cho nó vàng đều là gấp ra được các bạn. Làm cách này thì dầu nó không có bị văng ra nè các bạn. Các bạn chiên chân sống mà không có luộc á là nó sẽ bị văng dầu lắm các bạn. Với mà cái chân gà mình bị khô á các bạn. Làm theo cách này á, thì cái chân gà mình ăn không có bị khô, rất là ngon luôn. Cái kia thì mình làm cũng được nhưng mà nó hơi bị văng dầu một xíu. Làm theo cách của mình thì mấy người lớn tuổi có thể ăn được các bạn, nó không có bị cứng nhắc á. Nó giòn nhưng mà giòn mềm các bạn, rất là ngon luôn. Con mình nó rất là thích luôn. Rồi sau khi chiên xong thì chúng ta bắt cái chảo khác lên, chúng ta cho vào đây nửa muỗng canh bơ nha các bạn. Cho bơ nó tan chảy ra này rồi mình chế cái chén nước sốt nãy vô. Quậy cho nó tan đường ra hết nha các bạn, rồi mình mới là đổ vô quậy quậy quậy. Cho khi nào nó sệt lại thì mới đổ chân gà vô. Lúc này để cho cái màu nó đẹp thì chúng ta bỏ vào đây một muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc đó các bạn. Còn các bạn nào không có ớt bột Hàn Quốc thì khỏi để cũng được. Thấy không? Cái màu rất là đẹp luôn á. Rồi sau khi cái nước sốt mình sệt lại vậy nè, chúng ta đổ cái chân gà chiên nãy vô. Ta lắc lắc nó, xóc xóc nó vậy nè các bạn, xóc chảo á, cho nó thấm đều. Sau khi thấm đều chúng ta đổ cái chén tỏi ớt nãy vô luôn. Lúc này nó thơm bơ lắm các bạn. Rồi xóc xóc một hai cái nữa chúng ta tắt lò ha, ta đổ ra cái dĩa. Chúng ta trang trí hành ớt này lên cho nó đẹp. Lúc này nó thơm bát nhát luôn các bạn. Thơm bơ các bạn, tỏi nữa. Thấy không? Thấy cái dĩa chân gà chiên giòn của mình không? Rất là ngon rồi các bạn, rất là giòn, rất là thơm luôn nè. Quá trời đẹp nè. Để mình ăn thử các bạn coi. Rất là giòn các bạn. Và bên trong nó không có khô nha. Rất là ngon. À.
rất đậm đà, thơm bơ, rất là vừa ăn các bạn. Ngon quá. Bên ngoài giòn, bên trong thì nó rất là mềm, ăn rất là ngon, không có bị khô. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi ha, rất đơn giản, rất dễ làm nhưng ăn rất là ngon luôn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình để lần sau mình giao video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.